Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mới nhất, chính xác nhất luôn được chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giá đất khởi điểm không thực tế dẫn đến trục lợi trong đấu giá. Xử phạt người chúng đấu giá đất vi phạm thanh toán. Nhiều địa phương chậm xây nhà ở xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng địa phương đưa ra các mức khởi điểm không thực tế dẫn đến nhiều người không có nhu cầu vẫn tham gia đấu giá để kiếm lời. Gửi báo cáo thi hành luật đất đai sửa đổi đến đại biểu Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương có tình trạng chênh lệch rất lớn giữa giá khởi điểm và giá trúng. Một số người chúng đấu giá chưa nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn theo quy chế đấu giá và có dấu hiệu bỏ cọc. Hiện tượng này tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do quy hoạch chưa rõ ràng, tạo điều kiện cho hoạt động đầu cơ đất diễn ra tràn lan. Nhiều cá nhân tham gia đấu giá không phải để ở mà chỉ nhằm mục đích đẩy giá, thổi giá rồi bán lại để kiếm lời, gây nên tình trạng sốt đất ảo. Điển hình là sự kiện đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Cơ quan quản lý cho biết, tại huyện Thanh Oai vẫn còn 56 trên 68 thửa đất chúng đấu giá chưa được nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế. Tại huyện Hoài Đức, con số này là 8 trên 19 thửa đất. Địa phương thiếu sự chủ động trong việc tạo quỹ đất để đấu giá dẫn đến nhu cầu đất ở. Nhà ở của người dân không được đáp ứng đầy đủ trong thời gian dài. Giá đất căn cứ bảng giá hiện hành đã quá cũ, thấp hơn nhiều so với mặt bằng thực tế để làm giá khởi điểm, báo cáo nêu. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao việc triển khai thi hành luật đất đai trên cả nước và tổng hợp vướng mắc từ các bộ ngành địa phương. Bộ đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng rà soát bảng giá đất hiện hành để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Sớm xây dựng bảng giá đất mới theo luật đất đai năm 2024, để thực hiện từ đầu năm 2016. Trong quá trình điều chỉnh, địa phương phải phân tích kỹ, xác định khu vực, vị trí hợp lý đối với từng loại đất, tổ chức lấy ý kiến để đảm bảo sự đồng thuận, hạn chế phản ứng bất bình trong xã hội. Khi tổ chức đấu giá đất, địa phương phải công khai quy hoạch, điều chỉnh hợp lý giá đất trong bảng giá đất làm cơ sở tính giá khởi điểm, có thể quy định công khai trường hợp bỏ cọc nhằm hạn chế người lợi dụng đấu giá đất để trục lợi, thổi giá, cây nhiều, nhũng loạn trên thị trường bất động sản. Luật đấu giá tài sản sửa đổi thông qua hồi tháng 6 bổ sung quy định xử lý vi phạm đối với người chúng đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác khoáng sản mà không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm, người chúng đấu giá vi phạm sẽ bị cấm tham gia đấu giá với loại tài sản đó trong 6 tháng đến 5 năm và quyết định cấm được thông báo cho người vi phạm, các tổ chức liên quan và đăng tải trên cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia. Quyết định này nhằm ngăn chặn hành vi bỏ cọc, lũng đoạn thị trường, bảo đảm tính minh bạch, an toàn trong hoạt động đấu giá. Người chúng đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác khoáng sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán sẽ bị xử lý để ngăn chặn bỏ cọc, lũng đoạn thị trường. Chiều ngày 27 tháng 6, Quốc hội thông qua luật đấu giá tài sản sửa đổi, trong đó bổ sung quy định xử lý vi phạm đối với người chúng đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác khoáng sản mà không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm, người chúng đấu giá vi phạm sẽ bị cấm tham gia đấu giá với loại tài sản đó trong 6 tháng đến 5 năm. Quyết định cấm được thông báo cho người vi phạm, các tổ chức liên quan và đăng tải trên cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia. Quy định này nhằm ngăn chặn hành vi bỏ cọc, lũng đoạn thị trường, bảo đảm tính minh bạch, an toàn trong hoạt động đấu giá. Trước đó, nhiều đại biểu đề nghị nghiên cứu chế tài xử lý vi phạm đối với người chúng đấu giá mà không được tiền chúng đấu giá với các loại tài sản khác ngoài quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng chỉ nên quy định xử lý người vi phạm ở hai loại tài sản này vì đặc thù có giá trị lớn, ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản, chứng khoán, giá cả vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, luật cũng quy định người tham gia đấu giá, người chúng đấu giá vi phạm các điều cấm có thể bị kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Các hành vi cấm bao gồm cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, thông đồng
móc nối để dìm giá, làm sai lệch kết quả, cản trở, gây rối tại cuộc đấu giá, đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác. Muốn đấu giá cần đặt trước từ 5 đến 20% giá khởi điểm. Luật quy định người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm. Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà giá khởi điểm chưa xác định được bằng tiền thì tiền đặt trước được xác định theo quy định về khoáng sản. Nếu xác định được giá khởi điểm thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% so với giá khởi điểm. Đấu giá quyền sử dụng đất với trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% so với giá khởi điểm. Vợ chồng anh ruột, chị ruột, em ruột bị cấm tham gia phiên đấu giá đối với cùng một tài sản, tránh tình trạng thông đồng, dìm giá hay quân xanh, quân đỏ. Luật đấu giá tài sản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đoàn khảo sát Quốc hội đánh giá việc triển khai đề án xây dựng 1 triệu căn nhà xã hội chưa đạt yêu cầu, đa số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu. Nội dung trên được Đoàn Giám sát Quốc hội nêu trong báo cáo về quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội giai đoạn 2015-2023. Theo đó, nhiều địa phương có nhu cầu nhà ở rất lớn nhưng kết quả triển khai hạn chế so với mục tiêu tại đề án xây 1 triệu căn nhà xã hội đến năm 2025. Đơn cử, Hà Nội phải xây 18.700 căn đến năm 2025 nhưng mới có 3 dự án được khởi công 1.700 căn, đạt 9% chỉ tiêu. Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng 26.200 căn đến năm 2025, song hiện đạt khoảng 19% mục tiêu, gần 5.000 căn. Tương tự, Đà Nẵng cũng mới đạt 43% với 2.750 căn tại 5 dự án. Thậm chí một số địa phương không có dự án nhà ở xã hội nào được khởi công từ năm 2021 đến nay như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Long An, Quảng Ngãi. Đa số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, đoàn giám sát của Quốc hội nhận xét. Bên cạnh đó, việc triển khai còn bị động do nguồn vốn ngân sách chưa bố trí thỏa đáng. Vì thế, phần lớn dự án xây bằng nguồn vốn ngoài nhà nước do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã xây dựng, trong khi thực tế nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp không mặn mà việc xây dựng nhà cho công nhân. Ngoài ra, nhiều địa phương chưa bố trí quỹ đất độc lập, chủ yếu phụ thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại. Cụ thể, giai đoạn 2015-2023 chỉ có 18 trên 63 tỉnh, thành phố bố trí quỹ đất độc lập làm nhà ở xã hội và 35 địa phương bố trí quỹ 20% trong dự án nhà thương mại. Điều này dẫn đến chưa đảm bảo nguồn cung, ảnh hưởng đến giá bán cho thuê, thuê mua nhà xã hội. Đoàn Giám sát Quốc hội cho rằng Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả phát triển nhà ở xã hội chưa đạt chỉ tiêu. Bởi bộ này chưa đảm bảo vai trò xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở xã hội để cập nhật trên cổng thông tin điện tử, khiến việc phát triển, xét duyệt, đối tượng gặp khó khăn, chưa minh bạch trong quản lý.